Kính chào quý cộng đoàn. Hôm nay ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa Giêsu đã bảo đảm với chúng ta rằng tốt hơn là Ngài trở về trời với Chúa Cha và sai Thánh Linh Chúa xuống ở cùng với chúng ta luôn mãi. Lễ Chúa Thánh Thần đầu tiên giống như việc tạo dựng mới trong thời đại của giáo hội sơ khai. My name is Minh Poi. Our celebrants today are Father Huỳnh Nguyễn and Father Hồng Phạm. Welcome to our Mass today on the Feast of Pentecost. Jesus assured us that it was better for him to return to the Father and send the Spirit to be with us for all time. The first Pentecost was like the new creation in the era of the new church, of the early church. Today, we pray specially for our 25 confirmation candidates and a candidate for the sacrament of Eucharist. Hôm nay chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho 25 em lãnh nhận bí tích thêm sức và một em lãnh nhận bí tích thánh thể và ca đoàn nhận thánh linh làm bổn mạng. Xin mời cộng đoàn cùng đứng và cùng ca đoàn dâng lời ca nhập lễ. Chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay là lễ bổn mạng của ca đoàn Thánh Linh. Chúng ta cho ca đoàn Thánh Linh một tràng pháo tay. Và hôm nay cũng đặc biệt là có 25 em sẽ được nhận phép bí tích thêm sức. Và một em sẽ được rước lễ, xưng tội rước lễ lần đầu. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hàng năm nhắc nhở chúng ta ngày sinh nhật của giáo hội. Khi Chúa Thánh Thần hiện xuống thì Ngài đã biến đổi những tông đồ nhút nhát thành những người đi loan báo tin mừng. Và từ ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì các tông đồ bắt đầu đi rao giảng tin mừng, nói cho muôn dân về Đức Giêsu Kitô chết
và đã phục sinh. Chúng ta dừng lại đôi phút, xin Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta để chúng ta mừng ngày sinh nhật của giáo hội hôm nay. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Gieo cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Xin Chúa dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thềm cho người. Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa giáo hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con đấng hằng sống và hiện trì cùng Chúa là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tự một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau, tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng, thế này nghĩa là gì? Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng, họ đầy rượu rồi.
Đó là lời Chúa. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi người. Đó là lời Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng. Alleluia, alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ tụ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại nói với các ông: "Bình an cho các con. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con.
Nói thế rồi người thổi hơi và bảo các ông rằng, các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. For those who will be confirmed, please stand. Kính thưa cha và cộng đoàn, con xin giới thiệu với cha và cộng đoàn 25 em ứng viên thêm sức này. Sau hơn 3 tháng cầu nguyện và học hỏi, các em ước ao được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần cách đặc biệt. Xin cha đại diện Đức Tổng Giám mục ban phép thêm sức cho các em. Chúng ta chúc mừng các em bằng một tràng pháo tay. Cảm ơn cô Khôi và các em ngồi. Kính thưa cha và cộng đoàn, hôm nay là ngày sinh nhật của giáo hội. Một quốc gia mừng ngày sinh thì người ta gọi là ngày quốc khánh. Mà ít thấy ai trong chúng ta ăn mừng. Nhưng điều khổ nổi là mỗi lần chúng ta ăn mừng lại là chúng ta làm sai. Vì tất cả những biến cố trong giáo hội không phải để ăn mừng hay kỷ niệm mà để sống. Và chính vì chúng ta chỉ mừng và kỷ niệm cho nên chúng ta mừng lễ Giáng sinh chứ không sống mầu nhiệm Giáng sinh. Chúng ta mừng lễ phục sinh, chúng ta mừng lễ hiện xuống và chúng ta mừng xong rồi cái biến cố nó qua chứ nó không sống cho nên không kéo dài. Hôm nay là ngày sinh của giáo hội. Sách Tông Đồ Công Vụ nói, thoạt tiếng ấy vang ra, tức là tiếng của các ông ấy, thì đám đông cùng nhau kéo đến. Mọi người đều ngơ ngác, chưng hửng, người này nói với người kia, thế nghĩa là gì? Cái câu đó chúng ta nghe trong sách Tông Đồ Công Vụ đầu lễ. Hôm nay, cùng toàn thể giáo hội mừng lễ hiện xuống, có lẽ mỗi người chúng ta ngồi đây cũng tự hỏi, thế có nghĩa là gì? Bởi vì sao? Vì chúng ta chỉ mừng và kỷ niệm chứ chưa sống, cho nên Chúa Thánh Thần có lẽ là một người khách lạ, một năm đến một lần. Hay có khi trong não trạng của chúng ta, trong giáo xứ, trong cộng đoàn và trong mỗi gia đình, Chúa Thánh Thần là vị ngồi ở ngoài, lâu lâu chúng ta mời Ngài đến. Chúng ta bắt đầu một buổi kinh, một nghi thức thì mời Ngài đến, rồi hình như Ngài lại ra đi. Có lẽ nữa, một điều sai lầm là hồi nhỏ chúng ta học lúc 12, 13 tuổi, trong vòng vài tháng để học một bài học giáo lý về Chúa Thánh Thần và bảy ơn của Ngài, như các em hôm nay. Để rồi từ đó, Chúa Thánh Thần cứ như một vị khách vậy, và vị khách quý nữa, ghé thăm xa xưa 2000 năm trước, rồi mỗi năm trở lại một lần trong dịp lễ này. Từ đó, Chúa Thánh Thần cứ đi đi về về, chứ không có ở trong giáo hội. Thưa, đó là một quan niệm mà Thánh Luca muốn sửa chữa lại. Ai mê đọc cuốn Tin Mừng của Luca, ngay cả quyển sách Tông Đồ Công Vụ, thì đều thấy ngay từ đầu đời của Chúa Giêsu, lúc là tượng hình trong lòng mẹ, cho đến ngày cuối cùng và cho đến ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ ngũ tuần hôm nay, thì lần nào Luca cũng nói ba chữ đầy Thánh Thần. Tôi tóm tắt để quý vị có thể ôn lại một chút. Luca có cái điệp khúc đầy Thánh Thần đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong phúc âm của ông và trong Tông Đồ Công Vụ. Nè, chúng ta nhớ bà Elizabeth, chúng ta quen gọi là bà Isabel, được đầy Thánh Thần cho nên lên tiếng chúc mừng ơn lạ mà bà được và Đức Mẹ Maria được. Ông chồng bà, ông Zacharia, Luca cũng tả bỗng chốc ông đầy Thánh Thần cho nên miệng ông mở ra nói lại được, không còn câm để ca ngợi Thiên Chúa. Rồi Chúa Giêsu cũng được Luca mô tả đầy Thánh Thần đi vào hoang địa và được Thánh Thần dẫn đi.
Rồi khi Chúa về trời, các tông đồ cũng được Luca tả đầy Thánh Thần. Rồi giáo hội khi chọn các người phụ tế hay phó tế, tụ nhau lại cầu nguyện và chọn được 7 người gọi là tốt lành và đầy Thánh Thần. Khi chọn như vậy, cái tiêu chuẩn của họ không phải là vóc dáng bề ngoài, không phải là tài ba hay địa vị xã hội, mà là tốt lành và đầy Thánh Thần. Cho nên ông Phêrô không học hành bao nhiêu, nhưng trong tông đồ công vụ thuật lại, ông đầy Thánh Thần, cho nên đứng trước một công nghị giống như một quốc hội vậy, rồi lên tiếng nói về Chúa Giêsu mà không sợ hãi và rất lưu loát. Và cuối cùng là thầy phó tế Stefano, trước khi chết người ta ném đá, ông là người tử đạo đầu tiên trong giáo hội, cũng được mô tả đầy Thánh Thần, ngước mắt lên trời nhìn thấy Chúa Giêsu. Và điển hình nhất là Phao-lô, trên đường đến Đa-mát bị té ngã, bị mù, bị lòa. Ông Ananias được Chúa sai đến để gặp Phao-lô, ông sợ hãi vì nghe tiếng Phao-lô dữ dằn lắm. Nhưng hai người ở lại với nhau, và đến lúc Phao-lô được mô tả đầy Thánh Thần, cho nên mắt ông được mở ra, và ông từ đó làm chứng về Chúa Giêsu. Như vậy, Chúa Thánh Thần không phải là một vị khách đi đi về về, mà Thánh Luca muốn chúng ta thấy rằng Ngài luôn ở với chúng ta, ở trong mọi biến cố cuộc sống, và lúc nào chúng ta ước ao được đầy Thánh Thần thì Ngài đến. Cho nên giáo hội không bao giờ quên, tất cả những biến cố đều hát kinh Venite Creator Spiritus, là Chúa Thánh Thần đấng tạo hóa xin hãy đến. Nhưng hôm nay chúng ta lại nghe một đoạn Chúa Giêsu nói thầy ra đi thì có lợi hơn cho anh em. Nhiều người bàn luận đủ kiểu, nhưng tôi thích cái cách nói của Đức Cha Nguyễn Sơn Lâm và linh mục cố linh mục và cựu linh mục Nguyễn Ngọc Loan. Hai người đó nói giống nhau là vì hình như Chúa Giêsu cứ có mặt ở đó thì các ông đóng ngoặc kép là các tông đồ cứ ỷ lại và cứ mơ ước quyền hành, cứ mơ tưởng quyền năng chính trị. Đến lúc Chúa về trời tuần rồi mà vẫn có người hỏi không biết đến lúc nào thì Chúa tái lập vương quốc Israel, và trong đó mỗi người có ông sẽ làm bộ trưởng, có ông sẽ làm thứ trưởng, có ông sẽ làm thủ tướng, bởi vì nếu Chúa là vua. Cho nên hình như sự vắng mặt của Chúa thì Chúa Thánh Thần mới đến tác động lên tâm hồn các ông. Tôi thấy ai trong chúng ta sẽ có mơ ước giống vậy mỗi lần đến với Chúa Giêsu, mà nếu không đầy Thánh Thần cũng sẽ ước mơ như vậy. Ước chi tôi làm việc đạo đức này được người khác nhìn thấy. Ước chi việc tông đồ của tôi được nhiều người biết. Ước chi việc của chúng tôi làm tông đồ được thành công theo kiểu người đời. Ai trong chúng ta cũng có thể bị cám dỗ như vậy. Cho nên Chúa Thánh Thần đến với hai chức năng mà tôi thích nhất. Chính Chúa Giêsu nói không phải thế gian sẽ ban cho các con quyền năng, mà chính Chúa Thánh Thần sẽ ban. Vậy khi Thánh Thần đến thì Ngài ban cho chúng ta điều gì? Chúng ta cũng cầu xin cho 25 em hôm nay được hai điều. Một là sức lay động, Ngài rung chuyển lay động. Và hai là sự chuyển thông biến hóa. Sức lay động, tôi có một người bà con là linh mục mà tuần rồi cha Huỳnh thông báo, bởi vì người chị gọi qua, ông là chánh xứ của giáo xứ Bảo Lộc, Cà Mau, Minh Hải khá lâu năm, mới chết tuần rồi. Lúc tôi rời nước Úc thì tôi nhận được một cái thơ của Ngài là năm 1998. Cầu cứu là vì Bảo Linda,
ập vào trong cái giáo xứ của Ngài. Cái thơ dài Ngài viết vui lắm và nói nếu có thể giúp được điều gì, lúc đó tôi còn chưa được thường trú, chưa được gì hết, thì có quái gì mà giúp. Cho nên tôi chỉ viết thơ để động viên thôi. Và Ngài kể cho tôi là gió nó, bão Linda nó ập đến khủng khiếp, cha phó suýt chết, giáo dân thì buồn cười, heo thì nó tức cười. Tại sao có heo tức cười? Là bởi vì nó tóc hết nóc nhà, gió đến 160 cây số một giờ, liên tiếp trong 4-5 tiếng đồng hồ. Thử hỏi nhà tranh nào còn, nhà tôn cũng bị bóc lên bay đi, nhà sứ chắc hơn, mái ngói cũng bị lấy đi, nhưng tường bằng xi măng cho nên có thể có. Và chuồng heo của nhà sứ có 4 con heo tạ đó, để mà sanh con đó. Thế thì giáo dân sợ bị bay cứ chạy vào chuồng heo ôm con heo, nó nặng mà. Thế thì heo nó nhột nó cười, nó cứ ê ê ê ê ê. Ông ấy nói vào mình thấy heo nó cười chắc nó nhột lắm, bởi vì người ta cứ níu chân níu bụng nó. Ông cha phó thấy cái nhà giáo lý tôn nó bay, thế là leo lên ngồi trên tấm tôn, lạy Chúa để giữ. Thì tấm tôn nó bay, thế rồi ông cầm tấm tôn bay theo. Ở dưới này giáo dân nó cha thả mẹ nó ra đi, thế là ông thả ra, may mắn rớt xuống ruộng rau muống, không chết. Sức lay động của gió nó kinh khủng như vậy đó. Tôi nhắc lại một chuyện vui vui mà là một kỷ niệm có liên quan tới người nhà Bảo Linda, 1998 tháng 7, ai cũng còn nhớ. Sức lay động đó hôm nay ùa vào căn phòng mà các tông đồ đang ở, nhưng không lay chuyển bàn ghế, không làm tóc nóc nhà, không thổi cửa sổ, không làm ông nào té. Nhưng làm cái gì? Xô đẩy những thái độ cố thủ của các ông nhào hết. Xô đẩy cái ốc thích ăn trên ngồi trước của các ông để mà xả thân đi phục vụ. Xô đẩy những thế lực, những mơ ước về chức quyền trong thế lực chính trị của các ông. Xô đẩy sự nhút nhát sợ hãi, lén lút của các ông. Xô đẩy sự khép kín, ẩn núp không cho người Do Thái biết mình ở đâu. Tất cả đều bị xô đẩy. Rồi cái xô đẩy mạnh nhất là mở cửa toang ra, đẩy các ông ra ngoài, bắt đầu đứng nói. Tôi thấy sức xô đẩy đó rất lạ lùng. Hình như Chúa cũng sẽ xô đẩy những con người được ba chữ đầy thánh thần. Trong gia đình quý vị sẽ có những người được đầy thánh thần để rồi can đảm tha cho một mối thù, tha cho một món nợ. Sẽ có những người can đảm để mà đi bước đầu, đẩy mình đi, đi bước đầu để đến nói lời xin lỗi, dầu mình không có lỗi, để làm hòa. Điều đó mới là sức lay động của Thánh Thần, mà không có sức lực nào, quyền năng nào làm được. Điểm thứ hai tôi cũng muốn nói đó là sự chuyển thông. Bởi vì như lọ lửa, hôm nay có gió và có lửa. Quý vị có thấy lửa là một điều lạ nhất không? Cái gì hễ nó lan ra thì hình như nó sẽ hao dần và nó yếu, trừ ra lửa. Cháy nhà mà lửa càng lan thì càng khốn, chứ không phải nó ừ cho nó lan ra đi rồi nó tàn. Nó càng lan ra thì nó càng cháy nhiều hơn và càng nóng hơn. Nó cũng gần giống như tình yêu. Cho nên lửa luôn luôn có sức chuyển thông, lan đi và làm tất cả mọi thứ đều nóng và không tuyển lựa. Cái gì vọt vào lửa, rơi vào lửa sẽ biến thành nóng và phát cháy. Đức tin cũng vậy, phải lan ra. Nếu không lan ra chỉ giữ cho riêng mình, đức tin chết. Tình yêu cũng vậy, nếu chỉ yêu cho riêng mình một cách ích kỷ, tình yêu đó gói ghém chính mình sẽ biến thành tình yêu cô độc. Cho nên tôi tin rằng Chúa Thánh Thần đến là có sức chuyển thông. Người tín hữu biết rằng mình chỉ được cứu rỗi bằng cách được cứu chung với người khác. Ước gì người chồng cũng nghĩ như vậy. Không phải một mình tôi đọc kinh, dâng lễ, làm việc bí tích là đạo đức để được cứu rỗi một mình. Thưa không, vợ con. Cha xứ cũng không thể lên thiên đàng một mình nếu giáo dân bị bỏ rơi đâu đó.
Đức Giám Mục cũng vậy, một giáo phận phải cùng được cứu rỗi với Ngài. Đó là sự chuyển thông của ơn Chúa Thánh Thần. Cả một giáo hội chỉ được cứu rỗi khi nào thoát khỏi thái độ tự vệ. Cứ đứng đó tự vệ, ai nói gì cái mình đính chính, mình chửi lại. Rồi cả giáo hội sẽ co lại như một khối, một phe đảng, để mà không hòa đồng vào nơi khác, không biến mình vào trong nhân loại, không đón nhận và mời gọi người khác ý của mình vào chung, để rồi cùng tìm hiểu xem tình yêu và ơn sủng Chúa như thế nào. Cái não trạng đó là một não trạng pháo đài, sống trong cái logos để giữ đạo chứ không phải sống đạo. Sức chuyển thông có nghĩa là phá đổ cái pháo đài đó đi, lay động, sập và chuyển ra ngoài để cùng đi đến với người khác, để cùng yêu thương, cùng nắm lấy bàn tay người khác đi đến với Thiên Chúa. Đó là việc làm của Chúa Thánh Thần mà Ngài không xa lạ đâu. Xin mỗi lần bất kỳ điều gì chúng ta bắt đầu, xin hãy có thói quen trầm tư lại để nói xin Chúa Thánh Thần đến. Đó là một trong những biểu hiệu của lòng sùng kính Chúa Thánh Thần. Chúng ta có nhiều thứ sùng kính, nhưng sao quên sùng kính Chúa Thánh Thần? Đó là cái nguồn năng lực tình yêu giúp chúng ta đó. Hôm nay cho phép tôi nói ít câu với các em bằng tiếng Anh. Tôi nói ngắn. Đoạn đầu tôi dùng bài chia sẻ của cha Huỳnh. My dear friends, today is the Pentecost Sunday. So what is Pentecost all about? What does it mean? One of the major things it is about is, of course, the Holy Spirit. We often pray that the Holy Spirit will come and will enlighten the heart of every faithful. And Father Peter said, I like that image because I think that any light can be shed in our lives is a good thing. Yes, we need light as well as we need love. And Father Peter said he has a camping light at home in his room to use it for a blackout in order to shed light in the darkness and help him to see. But it can't work by itself. It has to have batteries, a full battery, not a death battery. Perhaps think of the Holy Spirit as the battery behind us that gives us the energy, I mean the love, often called grace, that powers and allowing us to see, especially to come to Jesus closer and closer. So, please, my dear friends, whenever we pray, whenever we go to Mass, whenever we help your parents or our parents, the Spirit wants to reveal Jesus in us in a very exciting way and ever-deepening way. The Holy Spirit wants to break down the walls, all the wounds in our hearts that keep us trapped in a narrow, shallow understanding of Jesus, and especially His plan of love for us. And He does this so that He can form us into a people so on fire with love for Him that we would risk anything for Him. So we don't have to fear the Holy Spirit. Please come to Him. Talk to Him. He may come in fire, in strong wind, but only to burn away the things that keep us from seeing Jesus different way or wrongly. We can carry so much baggage. We need the strong wind to blow
that baggage in our heart, such as fear, anxieties, resentment, laziness, you have laziness, I know, and selfishness. It needs to be blown away by the power of the Holy Spirit. He wants to lighten our load so that we can come and embrace Jesus as our Lord. And we can come to help, to love our parents. Lord Jesus, please send the Holy Spirit upon these children. They need you. They need your Holy Spirit. They need your love. Bây giờ các em sẽ tuyên hứa lại lời hứa trong ngày các em lãnh nhận bí tích rửa tội. Tại vì khi các em lãnh bí tích rửa tội thì các em còn bé, cha mẹ và người đỡ đầu đại diện để tuyên xưng đức tin thay cho các em. Hôm nay các em đã tới tuổi các em hiểu được những cái lời tuyên xưng đó, nên chính các em tuyên hứa lại cái lời hứa mà các em, ngày các em được lãnh nhận bí tích rửa tội. My dear children, do you renounce Satan and all his works and all his empty show? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who came upon the apostle at Pentecost, and today is given to you sacramentally in confirmation? Do you believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? This our faith is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. My dear friends, in baptism, God our Father gave new birth of eternal life to his chosen sons and daughters. Let us pray to our Father that he will pour out the Holy Spirit to strengthen his sons and daughters with his gift, and anoint them to be more like Christ, the Son of God. Bây giờ cha phụ tá và tôi sẽ đặt tay trên các em để xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em. O powerful God, Father of our Lord Jesus Christ, by water and the Holy Spirit, you free your sons and daughters from sin and give them new life. Send your Holy Spirit upon them to be their helper and guide. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of right judgment and courage, the spirit of knowledge and reverence. Fill them with the spirit of wonder and awe in your presence, through Christ our Lord. Amen. Thank you.
Mời cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời nguyện. My dear friends, let us be one in prayer to God our Father as we are one in faith, hope, and love His Spirit gives. For us who are confirmed by the gift of the Spirit, that we may give witness to Christ by lives built on faith and love, let us pray to the Lord. For our parents and godparents who lead us in faith,
that by word and example, they may always encourage us to follow the way of Jesus Christ. Let us pray to the Lord. For the Holy Church of God, in union with Francis, our Pope, Tim Costello, our Archbishop, and all bishops, that God, who gather us together by the Holy Spirit, may help us grow in unity of faith and love until his Son returns in glory. Let us pray to the Lord. Xin cho cộng đoàn chúng con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để làm chúng cho Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con cầu nguyện cho ca đoàn Thánh Linh. Xin Chúa tiếp tục đồng hành với các anh chị trong việc phục vụ của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những linh hồn, xin chúng ta cầu nguyện cho trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. God our Father, you send your Holy Spirit upon the apostles, and through them and their successors, you give the Spirit to your people. May his work begun at Pentecost continue to grow in the hearts of all who believe. Through Christ our Lord. Amen. Xin mời mọi người ngồi. Thương con dâng thôi.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thực hiện lời hứa của Thánh tử Giêsu Kitô. Vì thế, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan, đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa là Đấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và thiên sứ Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Rất Thánh, Mẹ Thiên Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong ngày sinh nhật của giáo hội, chúng ta hãy ban sự bình an của Chúa đã ban cho chúng ta cho nhau. Lạy Chúa, Thiên Chúa,
Đây trên Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con trần gian Chúa được vào nhà con, nguyện xin Chúa phán một lời. We gather all to hear your word. Like Jesus showed us, we learn to follow in your way. Like Jesus showed us, do this, do this, do this in memory of me. Do this, do this, do this in memory. Break this bread for all to share. Like Jesus showed us, the bread of life to nourish us. Like Jesus showed us, do this, do this, do this in memory of me. Do this, do this, do this in memory. Share this cup of wine for all. Like Jesus showed us, we celebrate God's greatest gift. Like Jesus showed us, do this, do this, do this in memory of me. Do this, do this.
Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bởi trời. Xin bảo toàn ơn Chúa tặng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con và bánh bởi trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa cho chúng con đấng hằng sống và hiện trì cùng Chúa là một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Xin mời cha phụ tá và cộng đoàn ngồi. Xin mời thị thủy tiên Phan Anna, John Võ John, Vương Ái Nhi Cecilia, Chloe Võ Cecilia, Hiên Kim Võ Mary, David Bùi David, Jessica Nguyễn Maria, Huy Đức Phan Paul, Julie Hồng Ân Nguyễn Katerina, Nguyên Đạt Trần Anton, Kim Anh Cao Maria, Quốc Huy Nguyễn Paul, Duyên Phạm Maria, Danny Đỗ John Bautista, Uyên Minh Nguyễn Maria, Anthony Nguyễn Sebastian, Diệp Linh Nguyễn Maria, Phi Long Tạ Joseph, Đan Quỳnh Trần Maria, Phi Hải Bạch Peter, Vũ Tâm Nhi Đặng Maria, Đoàn Tiến Lê Peter, Phạm Như Quỳnh Nguyễn Maria, Tấn Phát Bùi Martin, Cynthia Thảo Nhi William Teresa, Trường An Võ Teresa Anna. On behalf of the confirmation candidates, I would like to thank Father Huynh for confirming us in the special mass this morning. Thank you, Father Hong, for celebrating the Eucharist with us today. To our parents, please accept our sincere gratitude for your love and dedication. Thank you for journeying with us along the way and being with us today.
I would also like to thank Go Hoi, Go Uyen, and Sir Ling, who have prepared us for this sacrament in the last few months. Finally, many thanks to all of you, and especially to the choir of the Holy Spirit. Please pray for us all. Kính thưa quý cha và quý cộng đoàn, con xin đại diện cho các ứng viên thêm sức để cảm ơn cha quản nhiệm Mầm Huyền đã bàn bí tích thêm sức cho chúng con. Xin cảm ơn cha phụ tá Quang Hồng đã dành thánh lễ đặc biệt cho chúng con hôm nay. Chúng con xin ghi ơn tình yêu và sự tận tâm của cha mẹ chúng con đã cùng đồng hành về hiện diện nơi đây với chúng con. Chúng con xin cảm ơn cô Khôi, cô Uyên và Sơ Linh trong những tháng qua đã giúp chúng con chuẩn bị để làm nhàn bí tích thêm sức. Sau cùng, xin cảm ơn tất cả quý cộng đoàn, đặc biệt ca đoàn Thánh Linh. Xin cầu nguyện cho tất cả chúng con. We have prepared some gifts to thank Father, Sister, and our teachers. Go Khôi, Go Uyên, and Sir Juan, please come up. Tiếp theo sau phần tặng hoa thì trong niềm vui chung của toàn thể giáo hội cũng như đặc biệt trong cộng đoàn của chúng ta mừng 25 năm em phép thêm sức và cả đoàn mừng quan thầy thì ban đại diện cộng đoàn xin mời phó nội vụ anh Nguyễn Đình Dương đại diện cho cộng đoàn đến chúc mừng. Kính thưa hai cha chủ tế, kính thưa quý cộng đoàn, đặc biệt ngày hôm nay chúc mừng đến 25 cháu được lãnh nhận bí tích thêm sức cũng như một cháu được lãnh nhận xưng tội rước lễ lần đầu. Và cũng đặc biệt quý anh chị trong ca đoàn Thánh Linh, ngày hôm nay là lễ bổn mạng của các anh chị. Thay mặt cho ban thường vụ, chúng tôi trước hết là với các cháu lãnh nhận bí tích thêm sức ngày hôm nay, với sau thời gian 3 tháng được học hỏi về giáo lý, để có được ngày hôm nay, các cháu đã được lãnh nhận bí tích thêm sức đại diện cho ban thường vụ. Xin chúc mừng đến các cháu cái ngày trọng đại này, chớ gì xin Chúa Thánh Thần luôn ở mãi trong tâm hồn của các cháu và hướng dẫn các cháu sống và lớn lên trong sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Để có được ngày hôm nay cho các cháu, chúng ta cũng không quên và cảm ơn đến hai cha đã dâng lời cầu nguyện cũng như ban bí tích thêm sức cho các cháu. Sơ Lê Linh, giảng viên giáo lý cô Khôi và cô Uyên, cũng như các bậc phụ huynh là những người đã nâng đỡ, đã cộng tác, giúp đỡ và hướng dẫn cho các em tìm hiểu, học hỏi về giáo lý để các em có thể được lãnh nhận bí tích thêm sức ngày hôm nay. Chớ gì xin Thiên Chúa Thánh Thần ban sức khỏe cho cha sơ, quý giảng viên giáo lý được nhiều ân sủng của Ngài. Xin chúc lành cho tất cả những người đã giúp đỡ về mọi mặt để cho các cháu có được một ngày hôm nay. Chúc các cháu và gia đình có được một ngày vui đặc biệt đáng ghi nhớ. Kính thưa quý cộng đoàn, kế đến là các anh các chị trong ca đoàn Thánh Linh cũng đại diện cho ban thường vụ. Ngày hôm nay cùng đồng hành với giáo hội Hoàn Vũ chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh, thì các anh chị đã chọn lễ Hiển Linh là quan thầy của quý anh chị, thì cũng thay mặt cho ban thường vụ xin gửi đến các anh chị lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chớ gì qua Chúa Thánh Thần với ngọn lửa yêu thương
cái sự hy sinh của các anh chị trong những ngày tháng năm qua. Ngọn lửa đó vẫn đốt mãi và cháy mãi trong các anh chị, và các anh chị luôn năng động và hoạt động với dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để cùng với cộng đoàn chúng ta mỗi ngày một thăng tiến hơn. Cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua. Dù đã trải qua bao thăng trầm, những khó khăn, nhưng quý anh chị đã vượt qua được và vẫn mãi mãi và tiếp tục cống hiến những giọng hát, những cái khả năng Chúa ban cho các anh chị để cống hiến cộng đoàn và giúp cho cộng đoàn thêm sốt sắng trong những dịp đại lễ, trong những thánh lễ. Những tấm tình của anh chị đã hy sinh trong thời gian qua, cộng đoàn rất ghi nhớ. Chớ gì xin Chúa luôn chúc lành cho quý anh chị cũng như toàn thể gia quyến của anh chị luôn được mọi sự an lành. Và để tỏ lòng biết ơn của cộng đoàn đến sự hy sinh và sự dấn thân của anh chị trong năm qua cũng như trong thời gian tới, thì đại diện cho ban tài chánh, đại diện cho cộng đoàn có chút quà gửi đến quý anh chị nhân ngày lễ bổn mạng của quý anh chị. Và để mượn lời Thánh Gioan Tẩy Giả, tôi xin được nói: kẻ đến sau tôi quan trọng hơn tôi. Vậy bây giờ xin mời đại diện ban tài chánh. Và mời đại diện của ca đoàn Thánh Linh xin lên nhận quà. Xin quý cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Và cuối cùng xin quý cộng đoàn chúng ta chúc mừng nhau. Các cháu được lại nhận bí tích thêm sức cũng như là xin tổ lần đầu, và ca đoàn Thánh Linh mừng bổn mạng ngày hôm nay. Vậy xin mời quý cộng đoàn chúng ta cùng chúc nhau một... Và xin chân thành cảm ơn hai cha và quý cộng đoàn. Và giờ đây, đại diện ca đoàn Thánh Linh có đôi lời đến với cộng đoàn. Xin chân thành cảm ơn. Con xin một ít thời gian. Con xin kính chào quý cha, quý sơ, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa. Cùng với niềm vui trong thánh lễ với giáo hội trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày hôm nay, cũng là quan thầy của ca đoàn Thánh Linh đang hát trong thánh lễ, thì chúng con xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện thật đặc biệt cho ca đoàn của chúng con. Kính thưa cộng đoàn, con cũng xin có đôi nét về ca đoàn chút xíu. Là được sống trong ca đoàn Thánh Linh thì thật sự là một môi trường rất là lý tưởng, đất lành chim đậu. Người ta nói rằng là đa số ca viên đều là những cái thành viên rất là yêu thích ca hát. Có người thì đến vì nhận được cái sự chở che, yêu thương đầm bọc của tất cả các ca viên với nhau. Có người thì là du học sinh và đa phần là đã được định cư ở lại Úc. Rồi có người thì đơn giản chỉ mong muốn là phục vụ Chúa và cộng đoàn. Và một niềm đặc biệt là chúng con nhận được rất là nhiều ơn lành bệnh, cũng như rằng vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo trong cái thời gian vừa qua. Trải qua khoảng chừng một năm rưỡi vừa rồi thì ca đoàn của chúng con có thêm 6 baby mới. Và hiện tại là có thêm, chuẩn bị có thêm 2 nữa. Số lượng thành viên thì rất là dồi dào và tinh thần thì phong phú. Chúng con phục vụ vào thánh lễ sáng Chủ nhật và các thánh lễ thứ 6 đầu tháng. Và ngoài ra cũng còn tham dự các cái đám như là đám ma, đám cưới, rồi hôn nội đầy tháng v.v. Ca đoàn của chúng con thực sự hôm nay được như vậy là nhờ vào lời cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần từ vật chất tinh thần của quý cha, quý sơ và các cộng đoàn cũng như là các ân nhân. Chúng con chẳng biết nói gì hơn là sẽ quyết tâm hiệp nhất trong mục đích chung là phục vụ Chúa và tha nhân qua lời ca tiếng hát của mình. Kính chúc cộng đoàn một ngày lễ thật chứa chan tình yêu và vui tươi hạnh phúc. Cũng đừng quên là nếu mà có thời gian xin đến tham dự với lại cộng đoàn, với lại ca đoàn của chúng con, vì nghe nói là nghe gia tăng quân số lên đến khoảng chừng 100 người thì mới thôi. Con xin cảm ơn. Xin mời cộng đoàn đến chúng ta kết thúc thánh lễ. Xin cha phụ tá ban phép lành cho cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia. Thank you.
con thờ. Chúa muôn trùng cao cả, áo ngài mặc toàn oai phong lấp liền, cầm bao ngài hoa muôn vạn ánh hào quang. Lạy Chúa, xin sai thành thân tới nghe cánh tân đổi mới hoàn tân này. Lạy Thiên Chúa, công trình của ngài quá tiên tiến vô vàn, có ai nào xin kế? Chúa hoàn toàn từ khôn ngoan thánh thiện, địa cầu đầy dẫy muôn vạn anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.